đây, tát nước ở quê mình cá này. Cá nè, nhà cá nè quý vị, đã không cá nè, tát nước ở quê rồi. Xin chào quý vị, cô chú và các bạn đã trở lại kênh Út Cao Nhà Quê. Hôm nay mình sẽ quay cận cảnh cho quý vị, cô chú và các bạn xem tát nước, nước nó lên mưa quý vị, cô chú và các bạn. Nó nhiều quá, giờ tát qua bên chỗ khác mà có cá nữa nha quý vị. Rồi, mình sẽ quay camera lại cho quý vị và cô chú các bạn xem nha. Tát nước quê mình tắt rồi nha quý vị. Máy nè, máy của chú này nè, hết xăng rồi. Chú tát nè, tát rồi, giờ cái tắt máy rồi, cái nó nhồi nước lại, trào nước xuống cá nè. Đây có cà phê nè, ngàn cà phê nè, cà phê đã không tát bên kia, nãy nước quá trời, ốc quá trời ốc luôn quý vị, ốc quá trời đã không, ốc quá trời ốc luôn ha. Này bắt giờ hả, cụ đồng nhiều lắm hả, đó thiệt chứ. Nè tát nước cái đường này nè, cái này nước ngập nha quý vị nè, ở dưới quê mình nè đó, nguyên cái khung đó, đó nước ngập quá trời luôn. Đây trận này nè, nước ngập quá trời nên tát qua sợ hư rau đồ nè, ở quê mình nè, do tí tô rồi hẹ đồ nè, tí tô nè, hẹ nè, nè hẹ nè quý vị. Nếu mình không tát qua nước ngập sẽ hư đồ nha quý vị, nên tát qua đều dấp nguyên đường nó luôn, nguyên đường nó xuống luôn. Đây cà phê nè, cà phê đã không đó. Giờ giờ chú ấy đang tháo lên đem lên nha quý vị, tát rồi cạn rồi. Được lên mạng nổi tiếng luôn. Đây gì con, gì gái đó, giờ giờ bắt đầu khiêng máy lên nè. Mình lớn tuổi mình coi, lúc này mình còn khỏe mạnh mình bơm nước được, lúc trăm tuổi mình coi rồi. Mẹ chết tôi thì hết bây giờ rồi, trời ơi, coi coi khiêng máy tắt lên sắp tiêu của dâu kìa. Giờ này là không ốc quá trời ốc luôn, ốc quá trời bến chết tàn sát bến á. Cái bảo mình ở đây giờ khiêng vô quý vị, tắt xong mà khiêng vô nó nhào nước là quá trời, nãy hết nước rồi giờ nhồi nước lại nha quý vị. Đó khiêng vô, giờ khiêng vô, giờ khiêng vô nhà tát xong rồi nhồi nước xuống ốc quá trời. Đằng kia luôn hẹ, nếu không tát là hẹ sẽ hư. Tuốt ngoài kia có vườn chuối á, cảnh ở quê mình mà, buổi chiều hoàng hôn, buổi chiều tối nên quay hơi tối nha quý vị, đẹp không? Ở quê mình đó, tát nãy tát nước quá trời luôn, tát cạn bớt rồi không mới rào tí tô sẽ hư dầu dấp nè, nước ngập hư hết rồi. Nên tát rồi. Cá lóc xuống cà phê đã hả, bắt cà phê này vô thả hào nuôi được người ta, ốc quá trời ốc luôn. Rồi mình xin kết thúc video nha quý vị, cá lóc lên chỗ cà phê chùa luôn. Đây đó cà phê nè, cà phê nè. Ông lấy giường đại giường ta đi, cứ tao tao không đậy thôi, mất mớ gì ông nói. Cái gì?